Ngay từ hồi tháng 6 năm ngoái, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ban hành ý kiến thực hiện việc đẩy nhanh xét nghiệm axit nucleic đối với virus SARS-CoV-2, yêu cầu phải tiến hành xét nghiệm tối đa đối với 8 nhóm đối tượng trọng điểm, những người có nguy cơ cao mắc COVID-19. Các địa phương ở Trung Quốc đã căn cứ vào tình hình thực tế, mở rộng các đối tượng trọng điểm sang cả các nhân viên nhà hàng, quán ăn, siêu thị, chợ dân sinh, những người làm việc liên quan đến thực phẩm đông lạnh, v.v. Những gì trải qua quá đau lòng dù là đối với chính quyền hay chính chúng tôi. Do vậy chúng tôi đều có ý thức phòng dịch. Tất cả nhân viên nhà hàng, những người liên quan đến đồ đông lạnh, mỗi tuần đều phải xét nghiệm một lần. Những người làm tại các kho lạnh cũng được chính quyền sắp xếp xét nghiệm tuần một lần. Thay vì xét nghiệm vài ba lần như trước đây, những vùng dịch gần đây đã tiến hành xét nghiệm đại trà nhiều lần hơn thế. Riêng tại Quảng Châu đã tiến hành liên tiếp 6 đợt xét nghiệm cho 57,8 triệu người, với quy mô được cho là lớn nhất toàn cầu đối với một thành phố. Tính đến ngày 12 tháng 7, thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam cũng đã tiến hành 8 đợt xét nghiệm đối với các đối tượng trọng điểm sau 9 ngày dịch bùng phát. Đến nay, dù nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine khá cao, song họ vẫn duy trì giãn cách xã hội và các quy định như là đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Giới chuyên gia y tế công cộng Trung Quốc nhấn mạnh rằng nước này vẫn cần duy trì những biện pháp hạn chế như là kiểm soát chặt chẽ biên giới và giữ quy tắc giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn các đợt bùng phát dịch lớn trước khi đất nước đạt được miễn dịch cộng đồng. Bích Thuận, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.